Bạch Ngọc Liên trong thời gian gần đây được nhiều chị em mua nhiều, cũng bởi vì khả năng dưỡng trắng da body đẹp không chê vào đâu được. Nhiều người khen nức nở khi da trắng đẹp mặc gì cũng đẹp, đi đâu ai cũng khen. Và vì thế mà hàng giả nhái theo cũng nhiều không kém, nên trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt kem Bạch Ngọc Liên hàng giả. Khi nào có hàng giả mới nhất thì bên mình sẽ để link video phân biệt bên dưới mô tả video này cho bạn biết nhé. Và ngay sau đây mình sẽ chỉ cho bạn biết những điểm khác nhau của kem Bạch Ngọc Liên thật và giả để bạn biết cách phân biệt nhé. Hàng thật và giả nhìn từ bên ngoài rất giống nhau, nên nếu bạn không có kinh nghiệm thì rất dễ mua nhầm phải hàng giả. Sự khác nhau đầu tiên bạn có thể phân biệt ở chỗ chữ hàng Việt Nam này, chữ của hàng giả bên trái có màu đen, còn của hàng thật bên phải là màu đỏ. Chi tiết nhỏ khác nhau này ít người để ý, nên nhiều người bị mua nhầm. Sự khác nhau tiếp theo là chỗ tem dán chống hàng giả, nghiêng qua nghiêng lại dưới ánh sáng, bạn sẽ thấy hai kiểu tem này khác nhau hoàn toàn. Tem chống giả này, cũng khó phân biệt nếu bạn không có hai mẫu thật và giả trên tay, bạn để ý sẽ thấy hoa văn và kiểu chữ khác nhau trên tem chống giả này. Sự khác nhau tiếp theo nữa, chính là dưới chỗ in ngày tháng sản xuất và hạn sử dụng, của hàng thật và hàng giả chúng được in khác nhau hoàn toàn. Và tiếp theo thì mình sẽ so sánh hộp kem bên trong, bạn có thể thấy hộp kem giả bên trái có màu xanh nhạt hơn hộp kem thật bên phải, và kích thước của hộp kem giả cũng nhỏ hơn hộp kem thật một chút. Bạn có thể nhìn thấy rõ ràng sự khác nhau giữa màu sắc và kích thước của hai hộp kem bạch ngọc liên hàng thật và hàng giả và ở mặt bên này bạn sẽ thấy được chữ của hàng thật sẽ được in rõ ràng và sắc nét trong khi chữ in của hàng giả bị mất nét chữ khá nhiều ở mặt bên này cũng vậy nếu như bạn để ý kỹ sẽ thấy được kiểu chữ khác nhau của hàng giả bị mất nét chữ khá nhiều và chỗ tem chống hàng giả này cũng khác nhau dù tem của hàng giả bị rách nhưng nhìn qua bạn cũng sẽ thấy được sự khác nhau của chúng màu sắc kiểu chữ và logo đều khác nhau hoàn toàn và đây chính là chất kem bên trong bạn có thể để ý những điểm khác nhau này Chất kem của hàng thật bên phải nhìn qua có vẻ thô hơn, còn chất kem của hàng giả bên trái có vẻ mịn hơn nhiều, và bạn cũng sẽ thấy rõ ràng chất kem bên trái nó chảy nước vàng ra, nhìn rất đáng sợ vì không biết bên trong nó là hóa chất gì. Nếu để ý kỹ bạn cũng sẽ thấy trên bề mặt chất kem giả nó cũng có những chấm li ti màu đỏ, kem giả khi mới xài cũng có thể cho bạn một làn da đẹp, nhưng về lâu dài nó có thể khiến cho da bạn xấu và nhiễm độc, khó mà lấy lại được làn da như trước. Và khi mà mình thử bôi kem giả lên da thì thấy kem có vẻ lỏng và hơi nhớt nhớt. Mùi kem thì rất là thơm, thơm hơn nhiều so với kem thật. Còn khi mà mình bôi kem thật lên da, mình thấy kem đặc hơn, mùi thơm dịu nhẹ hơn và cảm giác chất kem có kết cấu đặc và dễ thoa hơn. Bạn cũng qua thể thấy được màu sắc khá là khác nhau khi mình thử bôi cả hai loại kem Bạch Ngọc Liên thật và giả lên da. Đó là sự khác nhau giữa kem thật và giả Bạch Ngọc Liên. Hy vọng qua video này bạn biết được cách phân biệt hàng thật giả như thế nào và bạn nhớ mua đúng hàng thật để xài không bị hư da nhé. Bạn có thể mua hàng chính hãng của shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình cho yên tâm nhé.